Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn có thể mua cái đồng OS ở trong cái ứng dụng đó là New Wallet nha các bạn. Thì cái ứng dụng New Wallet này hiện tại chúng ta khai thác cái đồng mà đó là cái đồng Hot coin nha các bạn. Thì cái đồng Hot thì chúng ta vẫn khai thác bình thường nha. Thì để mà mua thì các bạn bấm vào cái chỗ Hot Balance nè, các bạn bấm vào. Rồi tại đây các bạn bấm vào cái phần app nè. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào cái Hot Pass nha. Đây là các bạn bấm vào phần nè. Thì lúc trước nó bán cho chúng ta cái đồng Uwon coin nha các bạn. Thì cái đồng Uwon coin này á là những ai nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết nha các bạn. Thì cái đồng này nó đã lên sàn rồi. Chúng ta không thể nào mua được nữa. À, và bây giờ chúng ta nó ra cái đồng US Meme nè. Thì các bạn muốn mua các bạn bấm vào đây. Thì cái đồng này á, đây là một cái đồng mà đồng coi ổn định nha. Tức là một cái đồng stable coin đó các bạn. À, và phía bên dưới nó có những cái thông tin là các bạn nè. Rồi ở đây á là cái do à, đó là deposit nè, tức là cái đồng coi mà cái này là mình đã mua được nha các bạn. Còn à, ở đây là hot in bull nè, à, tức là cái đồng mà hot trong cái bull á. Mọi người đổi đổi cái đồng hot để lấy cái đồng US uh, meme nè. À, cái này là số người tham gia thôi các bạn. Rồi thì để mà mua các bạn bấm vào deposit nè. Rồi tại đây thì các bạn nhập cái đồng hot mà các bạn muốn chuyển đổi nha. Thì ở đây các bạn có thể chuyển đổi 40% cái số lượng hot mà các bạn đang có nha để mà các bạn chuyển đổi nha. Rồi ở đây các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta có thể chuyển đổi 40% cái số lượng hot thôi nha các bạn. Thì ở đây nó hiện ra số lượng cái đồng hot mà chúng ta tối đa có thể chuyển đổi nào. Ví dụ của mình là 207 cái đồng hot nè. Thì các bạn bấm vào net nha rồi khi các bạn bấm vào net á, thì cái quá trình chuyển đổi nó đang diễn ra nè thì hiện tại mạng rất là lan nha các bạn tại vì có nhiều người mua đó cho nên các bạn chờ khoảng ba bốn mươi giây gì đó nó mới, mới mua được nha các bạn rồi sau khi mua nhiều khi nó báo lỗi nha các bạn báo lỗi thì kệ nó các bạn các bạn thoát ra là các bạn thấy là các bạn đang sở hữu cái đồng hot các bạn à đây này sau khi mà mình mua nó báo lỗi hai ba lần các bạn mình mua một lần mà mình nó báo lỗi mình bấm lại lần nữa à, thì thành ra mình mua tới hai lần nữa các bạn là đây à, khi mà các bạn vào lại thì nó hiện ra cái đồng hot mà chúng ta đang chuyển đổi nó nằm ở chỗ này nha các bạn rồi cái video mà chuyển đổi chúng ta mua cái đồng UX Mimi chỉ vậy thôi các bạn, đơn giản chỉ vậy thôi. Còn hiện tại thì chúng ta cứ tích cực khai thác cái đồng hot nha các bạn, cái đồng hot vẫn là à, cái đồng coi chính của dự án nha các bạn. Thì ở đây các bạn có thể nâng cấp lên nha, bấm vào phòng bot nè, để nâng cấp lên 24 giờ chúng ta vào đây chúng ta claim một lần nha các bạn. Thì à, hiện tại nó vẫn đang khai thác bình thường nha. Và đây là một dự án khá là tiềm năng của Ni nha, các bạn, cho nên các bạn không nên bỏ qua nha. Và mọi cái đường link đăng ký cũng như là video hướng dẫn khai thác cái thằng hot này mình sẽ để bên dưới phòng bình luận nha các cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình